Trân trọng kính mời đoàn chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng kính mời đoàn chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Thank you.
Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng kính mời đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chuẩn bị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng kính mời đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Cộng hòa Cuba chuẩn bị.
sau đoàn Cộng hòa Cuba mời đoàn Cộng hòa Indonesia chuẩn bị. Thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Cộng hòa Cuba do đồng chí Esteban Lasso Hernández, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Cộng hòa Indonesia chuẩn bị. Respectfully invite a delegation from Republic of Cuba led by Member Politburo, Chairman of the National Assembly of the People's Government, Estefano Lazo Estanes, to pay tribute to Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Sau đoàn Cộng hòa Indonesia, mời đoàn Đại Hàn Dân Quốc chuẩn bị. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn nước Cộng hòa Indonesia do Ngài Adi Amran Sulaiman, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nước Cộng hòa Indonesia làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite a delegation from the Republic of Indonesia led by Minister of Agriculture, Excellency Andy Arman Sulaiman, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Đại Hàn Dân Quốc chuẩn bị. Đoàn Australia chuẩn bị. Thank you.
thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Đại Hàn Dân Quốc do Ngài Han Tắc Su, Thủ tướng, đặc phái viên của Tổng thống Hàn Quốc làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Respectfully invite the delegation from the Republic of Korea, led by Prime Minister Special Envoy of the President of South Korea, Han Duck-soo, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chuẩn bị. Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Australia do bà Sulai, Chủ tịch Thượng viện làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Thank you.
chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Ấn Độ do Ngài Ajit Dovan, Cố vấn An ninh Quốc gia của Thủ tướng Ấn Độ làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. We respectfully invite the delegation from the Republic of India, led by Excellency National Security Advisor to the Prime Minister Ajit Dovan, to pay tribute to His Excellency Comrade Nguyễn Phú Trọng. Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chuẩn bị. Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng chuẩn bị. Đoàn Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân chuẩn bị. Đoàn Cộng hòa Vanuatu chuẩn bị. Thank you.
Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Algeria Dân chủ và Nhân dân do Ngài Laith Ribiwa, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh và Người có công làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Democratic Republic of Algeria, led by Minister of Veteran Affairs, Laith Ribiwa, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Cộng hòa Vanuatu chuẩn bị. Đoàn Liên bang Thụy Sĩ chuẩn bị.
Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Cộng hòa Vanuatu do Ngài Arnon Kien Lamen, Bộ trưởng, Tổng trưởng lý làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from the Republic of Vanuatu, led by Minister Attorney General Arnon Kien Lamen, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Liên bang Thụy Sĩ chuẩn bị. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Liên bang Thụy Sĩ do Ngài Alexander Fadel, Quốc vụ Khanh phụ trách Ngoại giao Bộ Ngoại giao làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. We respectfully invite the delegation from Swiss Confederation, led by State Secretary for Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs Alexander Fadel, to pay tribute to Comrade Nguyễn Phú Trọng, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chuẩn bị. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khoa khóa 8 1963-1967 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chuẩn bị.
Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn thành phố Hà Nội chuẩn bị. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khóa 8 chuẩn bị. Đoàn Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời Đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trân trọng kính mời đoàn. Đoàn cựu sinh viên lớp văn khóa 8 trường Đại học Tổng hợp Hà Nội chuẩn bị. Đoàn Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị. Thank you.
của cái đích danh. Đoàn ban tổ chức trung ương chuẩn bị. Đoàn ban nội chính trung ương chuẩn bị. Đoàn ban tuyên giáo trung ương chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Đoàn Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
có người xếp cho mình đây. Trong lúc này, tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, đoàn cựu sinh viên lớp văn khóa 8 1963-1967 Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội đang vào viếng. Song đoàn Ban Tổ chức Trung ương, đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuẩn bị. Vô cùng thương tiếc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn vào kính viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng.